Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu các bạn tham gia một dự án Marketplace mà nhận 320 token có cái hiệu là MTK nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình ở Telegram, bấm nút start chat chatbot nha các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 5. Chương trình này góp này sắp end nên các bạn làm nhanh nha các bạn. VRIVF. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Chính xác rồi. Rồi, mình sẽ nhận được 325 token MKT khoảng 10 đô các bạn. Rồi, các bạn bấm vào Continue nữa. Rồi, nhiệm vụ khá là dày đặc luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Challenge nữa các bạn. Các bạn join sao nữa các bạn. Sau khi các bạn join sao thì các bạn mới đáp lời nữa các bạn. Các bạn join tiếp kênh Challenge nữa nè các bạn. Rồi, các bạn join kênh Seller xong mà mới đáp lời, các bạn follow tại Twitter, like tăng 3 người bạn với hashtag này các bạn, thì mình copy hashtag này mới được. Từ cái chữ The Market lăn đến chữ Pancake Swap các bạn. Trên tại Twitter nó thì các bạn theo dõi này các bạn like nè, like vậy chỉ chẳng bị giết được game các bạn. Các bạn dán hashtag nó vào và tan 3 người bạn của mình vào nữa các bạn. Hashtag này các bạn. Rồi các bạn bấm vào tweet nè. Sau khi tweet xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn follow Medium, Reddit, Tweetbot, John Kinseller nữa nè. Follow Twitter, Tweetbot nè. Thì các bạn tiếp tục nhấp vào đây follow Medium nha các bạn. Vì hiện tại trang Medium đã chặn, là một trang tài liệu nó chặn Việt Nam mình, người ta các bạn thì các bạn mới đáp lời các bạn download về mình một cái phần mềm Tool VPN nha các bạn. Thì các bạn vào follow người ta các bạn. Vì mình làm sao người ta bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào follow Reddit, Youth nè. Comment và bot nè. Trên Reddit thì các bạn bấm vào mục series nè, rồi thì các bạn like nó cái các bạn. Vào. Các bạn bấm vào mục mũi tên, các bạn chia sẻ các bài viết nó các bạn. Trên Reddit các bạn theo dõi xong các bạn comment nó một bình luận như tất các bạn. Các bạn comment một câu bất kỳ như tất các bạn. Các bạn bấm vào comment mục dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm good ai góp đi các bạn. Các bạn comment đại đi. Rồi các bạn bấm vào comment các bạn. Đâu rồi ta. Rồi các bạn comment xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join sau kênh Seller Telegram của nó các bạn. Tiếp tục follow the tweet, like the report dự án của nó nè các bạn. Rồi các bạn theo dõi nguồn AirDrop nó các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm bài AirDrop của nó các bạn. Chipray, Banda, BTT, Dota. À bài này nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn tweet lên. Rồi sau khi các bạn tweet lên xong thì các bạn bấm vào mục submit detail nè các bạn. Tiếp tục bấm done nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lời đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn gửi tại Twitter của mình ra nè. Trên tại Twitter thì các bạn nhấp vào bài bình cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào bài bình cùng, bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép vào bạn giới tạm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời. Các bạn dán đường link profile tại Twitter mình vào đây nè. Mình gửi cho bot nha các bạn. Trên Medium thì các bạn gửi lời đường link profile Medium của mình nha các bạn. Sau khi các bạn phát IP follow Medium xong thì các bạn có thể gửi lời được nhấp vào một avatar của mình, các bạn gửi là username minimum của mình, các bạn nhớ có cộng đầu tiên hoặc là cái đường link profile cũng được nữa các bạn, nào cũng được hết.
Rồi tiếp tục thì gỡ là username Reddit thì các bạn nhấp vào mục Reddit nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nữa tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba bên cùng, các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng username là cái dòng thời gian này nè các bạn. Các bạn sao chép giúp mình các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Phải các bạn sao chép có cái chữ từ chữ U luôn các bạn. U xe nè. Rồi bạn sao chép lên nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Các bạn gọi nó cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn son xào nguồn ai giúp của nó các bạn. Rồi các bạn son xào xong thì bạn bấm don. Follow Twitter the Weverse. Các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smartchain Bet20 thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ Sophiban MetaMask ETH trên MetaMask, các bạn tích hợp mạng BNB Smartchain vào các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn mới đáp lại, các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục thì bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nè các bạn. Rồi đây là link ghép của mình nè các bạn, việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm top căng nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 325 top căng mà KT đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.